trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt bất ngờ tái hiện công phu chuyển điện. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng và ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, mới đây trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đã quay trở lại với màn biểu diễn công phu đặc biệt của mình. Trong một sự kiện được tổ chức tại Đầm Sen mới đây, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đã khiến không khí trở nên sôi động khi thể hiện võ công cùng các đệ tử của phái Nam Huỳnh Đạo. Nhưng màn biểu diễn không khác nhiều so với clip công phu truyền điện được lan truyền trên mạng xã hội cách đây gần một năm. Vừa trình diễn, trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt vừa liên tục giải thích về các chiêu thức. Hồi tháng 7 năm ngoái, chuẩn võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Flores từng cất công từ Canada đến thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp chứng kiến công phu của ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa hai bên đã không diễn ra. Cho đến nay, vẫn tồn tại nhiều tranh cãi về chuyện liệu võ công truyền điện mà trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt thể hiện có thực sự tác động lớn tới người khác đến như thế hay không. Đây là lần hiếm hoi võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt xuất hiện và biểu diễn trước công chúng kể từ tháng 7 năm ngoái, khi võ sư Vịnh Xuân Pierre-François Flores sang Việt Nam để tìm gặp, trưởng môn của phái Nam Huỳnh Đạo chưa một lần lên tiếng chính thức về khả năng của bản thân. Lần gần nhất trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt xuất hiện là tại hội thảo văn hóa võ đạo vào cuối tháng 2 vừa qua. Trong màn biểu diễn mới đây, nó không khác gì so với các clip trước đây của môn phái này được đăng tải trên trang YouTube. Ở đó, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt vừa biểu diễn với các học trò, đồng thời ông cũng lý giải về các chiêu thức.
báo Trung Quốc cho rằng Nam Hình Đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng võ công của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt giống với võ công của đại sư Diêm Phương ở Trung Quốc. Mới đây, tờ báo Sina của Trung Quốc có bài viết với nhan đề Việt Nam xuất hiện truyền nhân của đại sư Thái Cực Quyền Diêm Phương. Trong đó, bài viết đăng tải hình ảnh kèm theo bình luận về môn phái Nam Hình Đạo của Việt Nam. Trong đoạn tiếp theo, tờ báo Trung Quốc đã mô tả về đại sư Diêm Phương. Đây là người có những khả năng võ thuật rất khó để lý giải và còn được biết đến là võ sư có bàn tay sét. Sở dĩ như vậy là bởi bằng một cách nào đó, khi các môn đệ chạm vào cơ thể của ông ta, lập tức bị ngã giống như có một luồng điện tác động vào. Sau khi mô tả sơ lược về tuyệt kỹ của vị đại sư người Trung Quốc, bài báo bắt đầu liên hệ với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của môn phái Nam Hình Đạo. Trong võ thuật, có những thứ tưởng chừng rất kỳ cục mà thật khó để lý giải. Những tuyệt kỹ này cũng là chủ đề tạo ra nhiều tranh cãi trong làng võ thuật Trung Quốc. Gần đây ở Việt Nam cũng xuất hiện một nhân vật sở hữu tuyệt kỹ khá giống với đại sư Diêm Phương. Ông ta có khả năng đặc biệt, có thể dễ dàng đánh ngã những đệ tử giống như bằng cách phát ra một luồng điện từ đôi tay. Phải chăng đây chính là truyền nhân của đại sư Diêm Phương? Việc một tuyệt kỹ của Thái Cực Quyền Trung Quốc được truyền bá sang một quốc gia láng giềng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể thấy những gì tờ báo Trung Quốc vừa nói về Nam Hình Đạo là điều rất bất ngờ và chưa từng được nhắc tới tại Việt Nam. Bản thân trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt cũng từng khẳng định tuyệt kỹ của ông bắt nguồn từ nền tảng công phu bí truyền của Huỳnh gia cộng với quá trình rèn luyện công phu đã qua nhiều năm. Tuy nhiên, những điều tờ báo Trung Quốc này đưa ra phần nào giống võ sư, nhà giáo, nhà nghiên cứu võ thuật Trịnh Hồng Minh, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Võ Cổ truyền Việt Nam từng nhận định. Nhà nghiên cứu này cho biết, tháng 10 năm 2008, tôi có tổ chức hội thảo Nhất Nam, võ của người Việt Nam, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tôi đã có viết về bản tham luận nghiên cứu khá toàn diện về toàn cảnh lịch sử võ thuật Việt Nam cho đến lúc đó, mục đích là để dẫn chiếu nguồn gốc võ thuật Nhất Nam và nói lên sự khác biệt giữa võ ta, tức võ Việt với võ Tàu, võ Trung Quốc. Trong nội dung tham luận đó có đề cập đến các công pháp và kỹ pháp của môn phái Nam Hình Đạo. Và tôi đã kết luận rằng Nam Hình Đạo là bắt nguồn từ cấu thành võ thuật Trung Quốc chứ không phải võ thuật cổ truyền Việt Nam. Sau khi khẳng định Nam Hình Đạo có nguồn gốc từ Trung Quốc, võ sư nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh đã đánh giá rất cao trình độ của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt. Phải nói rằng võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt là một người tài và cũng rất có dũng khí khi dám khai môn lập phái khi còn rất trẻ, lại vào đúng thời kỳ tình hình võ thuật nước ta rất sôi động, nhất là ở khu vực phía Nam, ông Minh cho hay. Nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh còn đưa thêm quan điểm, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trụ vững môn phái trong làng võ miền Nam từ đó đến nay, 1991-2017, đã là 26 năm nên hẳn không phải là loại người tầm thường và dễ trêu chọc.